Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, bộ đôi xe SUV và sedan của VinFast, niềm tự hào của Việt Nam sẽ chính thức trình làng trên sân khấu lớn Paris Motor Show 2018 và điều mà người hâm mộ quan tâm nhất lúc này chính là thông số của xe. Theo phóng viên Gregor Herben đến từ tờ Auto Motor und Sport của Đức, người đã có cơ hội tham quan nhà máy VinFast tại Hải Phòng, thì hai mẫu SUV và sedan VinFast sử dụng rất nhiều công nghệ từ BMW và được tùy biến để mang bản sắc riêng của hãng xe Việt Nam. Theo Gregor, mẫu sedan được phát triển trên nền tảng BMW 5 Series, còn SUV dựa trên X5. VinFast không làm xe mẫu bằng đất sét mà chỉ trình chiếu mô hình 3D trên máy tính, nhưng những hình ảnh này thể hiện đúng tỷ lệ của 5 Series và X5 trong diện mạo đặc trưng của hãng xe Việt. Trong buổi thực hành sit-off, chiếc xe được đưa ra làm mẫu là BMW X5 với cụm đèn và lưới tản nhiệt đặc trưng. Cũng như X5, khoang cabin SUV của VinFast bố trí 7 chỗ ngồi. Động cơ xe bản chất là máy BMW tăng áp nhưng đã được điều chỉnh lại một chút. Mặc dù vậy, công suất và mức tiêu hao nhiên liệu gần như không bị ảnh hưởng. Nếu giống BMW, hộp số sẽ là loại tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn hoặc AWD tùy chọn trên SUV. Phóng viên Đức dẫn lời VinFast cho biết cả hai mẫu SUV và sedan đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Xe có phanh đĩa cho cả 4 bánh, các trang bị an toàn khác vẫn là ẩn số. Bên trong xe VinFast có màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn như máy tính bảng, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bảng tablo gồm 2 đồng hồ kim và một màn hình kỹ thuật số đặt giữa. Vô lăng có tích hợp nút điều chỉnh một số chức năng. Giám đốc thiết kế của VinFast, ông David Lyon cho biết đã dày công nghiên cứu để phát triển hệ thống kỹ thuật số trên xe. Khoang cabin còn được tạo điểm nhấn bằng đèn viền xung quanh. Vật liệu sử dụng làm nội thất có nhôm và ốp gỗ thật tùy phiên bản. Theo kế hoạch, hai bản concept của SUV và sedan sẽ được giới thiệu tại Paris Motor Show ngày 2 tháng 10 tới. Xe thương mại sẽ ra mắt vào khoảng quý 2 năm 2019. Tổng hợp từ tri thức trẻ.